Các bạn thân mến, hiện tại thì mình đang có mặt tại cửa Bắc của Hoàng Thành Thăng Long. Có thể coi con đường Phan Đình Phùng này là con đường đẹp nhất tại thành phố Hà Nội, với hai bên hàng cây xấu che kín cả một con đường. Những ngày thời tiết nắng như thế này, những tia nắng chiếu xuyên qua những tán lá tạo nên những vệt sáng nhìn tương phản rất là lung linh. Tuy nhiên thì hôm nay mình không đến đây để review cho các bạn về con đường Phan Đình Phùng, mà mình muốn giới thiệu với các bạn đến một ngôi nhà thờ rất cổ kính của chúng ta, đó chính là nhà thờ giáo xứ Cửa Bắc. Và sau đây thì mời các bạn hãy cùng mình khám phá xem ngôi nhà thờ Cửa Bắc này có những gì thú vị nhé. Con đường Phan Đình Phùng là đường một chiều. Đi xuôi đường này một đoạn nữa thì chúng ta sẽ ra đến đê sông Hồng. Ngôi nhà thờ Cửa Bắc thì được xây dựng từ năm 1925 cho đến năm 1930, dưới thời cha Joseph Anthony de Polis coi sóc. Tên tiếng Việt của ngài là Cha Cố Hương. Nhà thờ được xây dựng ở đây như một sự tri ân, nhắc nhớ tới 6 vị chân phước đã được phúc chịu tử vì đạo tại Hà Nội này. Và cách riêng, đặc biệt là cha Theophane Venna, mọi người thường quen gọi là cha Thánh Ven, đã chịu tử vì đạo tại cổng thành phía Bắc này vào năm 1861. Trong số 6 vị chân phước đã chịu tử đạo tại Hà Nội, đa phần các ngài đã chịu chám đầu tại pháp trường Ô Cầu Giấy. Duy chỉ có cha Thánh Ven, cha là người Tây cho nên là ngoài chém đầu ra, cha còn chịu một hình thức khác man dợ hơn. Đó chính là phải bêu đầu 3 ngày trên ngọn cây, sau đó thì thả đầu trôi sông. Chính vì thế mà người ta đã xử tử ngài ngay tại cửa Bắc của thành Thăng Long này, vì cửa Bắc thì rất gần so với đê sông Hồng. Sau khi chịu tử đạo, xác của cha đã được chôn ở ngay bờ đê sông Hồng, còn đầu của ngài thì được tìm thấy sau và đã được giấu đem về giáo xứ Từ Châu để an táng. Xác của ngài sau đó đã được giáo dân giáo xứ Đồng Trì tìm mọi cách để lấy trộm đem về Đồng Trì chôn cất. Một thời gian sau, khi tình hình cấm đạo được nới lỏng hơn, các cha hội thừa sai Paris đã mang xác của ngài từ Đồng Trì sang bên Pháp. Còn thủ cấp của ngài thì hiện nay vẫn còn được lưu giữ tại giáo xứ Từ Châu. Nhà thờ Cửa Bắc thì ngoài mục đích là một công trình tôn giáo để phục vụ giáo dân, đây còn là một địa điểm du lịch của thành phố Hà Nội. Nhà thờ thì thường mở cửa để cho khách du lịch vào đây để chụp ảnh này, để ngắm cảnh cũng như là để tìm hiểu về kiến trúc của nhà thờ, vì đây là một công trình tiêu biểu cho phong cách kiến trúc Đông Dương. Đây là cảnh mà mọi người đang gấp rút chuẩn bị những công tác cuối cùng để phục vụ cho lễ Giáng sinh sắp tới. Cách đây mấy năm khi mà còn chưa có dịch Covid-19, không gian nhà thờ Cửa Bắc là nơi mà các đại sứ quán châu Âu thường chọn làm nơi để tổ chức những hội chợ, những buổi hòa nhạc để giới thiệu văn hóa của nước họ. Và trước đây thì mình đã từng đến nhà thờ Cửa Bắc để tham dự một lễ hội văn hóa của người Đức. Đây là hang đá của nhà thờ. Các nhân vật ở bên trong hang đá thì có kích thước ngang với kích thước của người thật. Ở đây thì mình chưa thấy có tượng Chúa Hài Đồng. Chắc là phải đợi đến đêm Noel. Khi đấy thì cha mới có nghi thức rước Chúa Hài Đồng đặt trong máng cỏ này. Thế thường trên đi, thế thường trên ngọn đi. Đâu căng lộ thùng như vậy, cái này, nó sẽ đi này. Bỏ ra cái thùng như này. Kéo lên nó đi. Căng sẽ thôi. Kéo thì căng, thò tay ra ngoài kéo, căng lên nó mới được buộc vào. Kéo lại đi, xe rồi đi. Đây là ảnh Chúa Hài Đồng sau khi đã được treo lên trên ngọn tháp của nhà thờ. Nhà thờ Cửa Bắc là ngôi nhà thờ có hai mặt tiền,
Mặt này là mặt đường Phan Đình Phùng, còn mặt chính của nhà thờ thì hướng ra đường Nguyễn Biểu. Đây là một khu đất rất đẹp, có vị trí đắc địa, nhưng mà có diện tích khá là chật hẹp so với lại quy mô của nhà thờ. Ngôi nhà thờ cửa Bắc thì được thiết kế bởi kiến trúc sư Ernest Hebra. Ông là một vị kiến trúc sư nổi tiếng tầm cỡ thế giới. Điểm nhấn của nhà thờ chính là ngọn tháp chuông này. Thay vì đặt tháp chuông ở chính giữa như các nhà thờ khác, kiến trúc sư Hebra đã cho đặt tháp chuông lệch về phía bên hông nhà thờ. Chính điều này làm cho nhà thờ cửa Bắc nhìn rất hài hòa so với cảnh quan xung quanh. Nhà thờ mặc dù có hai mặt tiền, nhưng mà nhìn từ phía mặt nào vào cũng rất đẹp. Thậm chí ngày nay khi mà chụp ảnh hoặc là khi ngắm nhìn nhà thờ, người ta thường thích nhìn từ phía đường Phan Đình Phùng hơn là mặt chính đường Nguyễn Biểu này. Nhà thờ cửa Bắc thì được xây dựng theo phong cách kiến trúc Đông Dương. Đây cũng chính là phong cách do kiến trúc sư Ernest Hebra sáng tạo ra. Và có thể kể đến một số công trình kiến trúc Đông Dương nổi tiếng tại Hà Nội, ví dụ như là trụ sở tài chính Đông Dương, ngày nay là Bộ Ngoại giao, nằm ở đối diện Lăng Bác, hay là Bảo tàng Lịch sử Việt Nam nằm ở phía đằng sau Nhà hát lớn Hà Nội. Đây là khu vực để xe của mọi người khi đến đây để tham dự thánh lễ. Tòa nhà ở phía bên trái này là nhà mục vụ của giáo xứ mới được xây dựng, mang tên là nhà Cha Thánh Ven. Nhà thờ cửa Bắc thì mặc dù đã trải qua vài lần trùng tu, nhưng mà đến ngày nay gần như là vẫn còn được giữ nguyên vẹn những nét kiến trúc thuở ban đầu. Đây là không gian ở phía bên trong nhà thờ. Chính giữa nhà thờ là tượng Đức Mẹ đang ôm Chúa Giêsu. Cách đây hơn 60 năm, thời Đức Cố Hồng Y Du Sa Maria Trịnh Như Khuê, khi đó thì tình hình giáo hội tại Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn, thử thách, thậm chí là bắt bớ. Và trong hoàn cảnh ấy, Đức Cố Hồng Y đã dâng cả thành phố Hà Nội trong tay Đức Mẹ và chọn nhà thờ cửa Bắc là nhà thờ Đức Mẹ Hà Nội. Đây là bức tượng Thánh Christophe đang cõng một em bé qua sông. Mặc dù Thánh là một người khổng lồ cao 2m3, nhưng mà khi cõng em bé thì rất nặng, phải khom người. Sau khi cõng qua sông thì ông đã được mặc khải. Em bé đó chính là Chúa Giêsu. Phía bên trái của gian cung thánh này là khu vực kính thánh tâm Chúa Giêsu. Nhà thờ cửa Bắc khi mới xây dựng, ban đầu dự kiến mang tước hiệu là nhà thờ kính các thánh tử đạo Việt Nam. Tuy nhiên thì thời đó các thánh tử đạo Việt Nam mới chỉ được phong chân phước, chưa được lên hiển thánh. Cho nên là tòa thánh đã yêu cầu đổi tên lại thành nhà thờ nữ vương các thánh tử đạo. Và dòng chữ Latin ở phía bên trên Đức Mẹ kia dịch sang tiếng Việt nghĩa là nữ vương các thánh tử đạo cầu cho chúng con. Ở phía bên phải này là tượng Thánh Gioanna, Ngài là trinh nữ tử đạo, một vị anh hùng của nước Pháp, và Ngài cũng là đấng bảo trợ của nước Pháp. Đây là hang đá ở bên trong nhà thờ. Thank you.
tiếp theo là ảnh Thánh Francisco Assisi đang ôm Chúa Giêsu trên cây thánh giá. Phía bên cạnh này là tượng Thánh Teresa Hài Đồng. Ở bên dưới là ảnh Thánh Giáo Hoàng John Paul II và ảnh Thánh Teresa Thành Calcutta. Đây là hệ thống mái vòm của nhà thờ, được thiết kế một cách rất khoa học để đem ánh sáng tự nhiên vào bên trong lòng nhà thờ. Và tiếp sau đây thì mời các bạn cùng đi một vòng để chiêm ngắm ảnh các thánh được trang trí trên những ô cửa kính của nhà thờ. Đây là khu vực tòa giải tội của nhà thờ. Nhìn vào tờ lịch giải tội ở đây thì mình thấy có cả lịch giải tội dành cho khách nước ngoài bằng tiếng Anh. Nhà thờ cửa Bắc thì đặc thù là ở phố cổ, có nhiều khách nước ngoài, cho nên là ở đây ngoài giờ lễ dành cho người Việt Nam thì còn có thánh lễ Chúa Nhật dành cho khách nước ngoài và được cử hành bằng tiếng Anh. Mình đã từng đi lễ tiếng Anh một lần ở đây rồi. Đây là phía dưới chân tháp chuông, nơi đặt linh đài Thánh Antôn.
Những lần mình đến đây vào ngày thường thì mình thấy cổng nhà thờ ở phía đường Phan Đình Phùng luôn mở để cho mọi người vào cầu nguyện cùng Đức Mẹ Hà Nội ở sân nhà thờ, cũng như là vào đây để cầu nguyện cùng Thánh An Tôn. Những bạn nào mà ra Hà Nội này du lịch này thì nhớ ghé thăm nhà thờ cửa Bắc, vì nhà thờ thì nằm trong khu vực phố cổ cũng như là rất gần so với Lăng Hồ Chủ tịch. Và video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những chuyến hành trình tiếp theo.